đến từ bạn khán giả có nickname là Bảo An. Thưa bác sĩ, bố tôi 68 tuổi, tuần trước ông đang tập thể dục thì đột nhiên thân yếu, người khuỵu xuống, mắt nhìn không rõ. Sau khoảng 5 đến 10 phút thì trở lại như bình thường. Xin hỏi bác sĩ, như vậy bố tôi có phải bị đột quỵ không? Ông hiện đang điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường. Xin trả lời anh, bố em là có hai cái yếu tố nguy cơ mà đột quỵ rất là khả năng đột quỵ rất cao, để là tăng huyết áp và tiểu đường. Ông lại có cái cơn mà cơn này rối loạn về chức năng thần kinh, đấy là tự nhiên là ngã rồi là yếu chân tay, thì chúng ta phải nghĩ ông là bị đột quỵ. Tuy nhiên xảy ra trong vòng mấy phút thôi, thì chúng ta tôi vừa nói rồi, có thể là cái tai cơn tai biến mạch não thoáng qua, nhưng trên nền tảng đã cơn này nghĩ đến tai biến mạch não thoáng qua đã có yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp, là đái tháo đường, thì anh phải đưa ông đến các cơ sở y tế, đặc biệt các cơ sở y tế chuyên khoa, để người ta có những biện pháp điều trị phù hợp, đặc biệt điều trị dự phòng tốt. Và đặc biệt là đầu tiên là xác định cái yếu tố, cái cơn của ông ngoài cơn là tai biến mạch não thoáng qua còn có thể kèm theo cơn gì. Tôi ví dụ thôi, có thể nhầm lẫn với một cơn đột quỵ tim, ví dụ chẳng hạn một trường hợp bị cơn tụt huyết áp rồi cơn rối loạn nhịp tim chẳng hạn, thì cũng có thể cái những cái cơn tương tự như thế. Thì nói để cho có nghĩ nhiều đến vấn đề đột quỵ thiểu máu não thoáng qua trong trường hôm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần phải phân biệt các một số các cơn khác, cái khả năng khác mà nguy hiểm cũng tương tự và thậm chí nguy hiểm hơn, đấy là cơn các bệnh lý trong nguồn gốc từ tim, ví dụ như cơn đột quỵ do mạch vành chẳng hạn, rồi là cơn hạ tụt huyết áp chẳng hạn, cơn rối loạn nhịp tim chẳng hạn, thì làm cho người bệnh tự nhiên mất ý thức một lúc, rồi lại là yếu chân tay, mất ý thức một lúc, sau đó là trở về bình thường. Cho nên chính vì vậy mà để mà đánh giá xác định, chúng ta phải nghĩ đến có khả năng đột quỵ tai biến mạch não thoáng qua, nhưng để xác định chính xác mà có phải ngoài tai biến mạch não thoáng qua còn các bệnh lý khác kèm theo hay không, cơn hạ đường huyết, các bệnh lý tim mạch tôi vừa nói, thì đến đưa đến các cơ sở y tế người ta khám và thăm dò các cái cần lâm sàng cần thiết để đưa ra cái hướng chẩn đoán, đặc biệt là sau đó điều trị dự phòng cho phù hợp. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và chúng ta